ngươi là người trong ma giáo. Dương, là ta. Mục đích đến Thái Ức Sơn là gì? Tìm người. Ai? Hữu Hậu Pháp, Nguyệt Linh Cung, Nhật Tuyên. Là người xông vào kết giới qua mặt trăng. Dương, người muốn lấy cấp hạt giống qua mặt trăng, liên quan gì đến ngươi? Sao hả? Xem ra hôm nay mạng ta chưa tuyệt. Khuynh Thiên, Khuynh Thiên, Đào Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ qua, chi tử vô quy, dĩ kỳ thất giai. Biểu muội, hôm nay Lục Quyên thoái hôn rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta xin lỗi, là ta quá nôn nóng. Muội muốn đi ngủ chưa? Huynh thấy đỡ hơn chưa? Khỏe rồi, ta không sao. Ta tỉnh lại không thấy muội đâu hết. Có phải muội đã đi tìm Lầu công tử không? Huynh đến tìm muội chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Đang yên đang lành, tại sao Lục Quyên lại thoái hôn? Chắc là hắn có nguyên nhân của mình thôi. Đã thoái hôn rồi thì cứ để như vậy đi. Biểu muội, ta không muốn muội chịu quốc ức hay là không vui. Muội đã nói rồi, muội vui hay không chẳng liên quan gì đến Quyên. Tại sao đột nhiên lại như vậy chứ? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Biểu muội, muội muốn làm gì ta nhất định sẽ làm giúp muội. Biểu ca, chuyện Lầu công tử thoái hôn Quyên nghĩ thế nào? Ta, những lời Quyên nói hôm qua Quyên còn nhớ không? Hôm qua ta sốt nên đầu óc mơ hồ. Nếu ta có nói gì khiến cho muội giận, biểu muội à, ta xin tha thứ cho ta. Đừng bao giờ vì chuyện hôm qua mà ảnh hưởng đến muội. Quyên đi đi, Thiêm Nhi mệt mỏi rồi, muội muốn đi nghỉ ngơi. Biểu muội, là ta sai, là ta đáng chết. Ta nói cái gì cũng sai hết, làm cái gì cũng sai. Sau này ta chỉ là một người câm không nói gì hết. Muội đừng khóc nữa. Ta thực sự có thể chờ muội không? Hôm qua Quynh đã nói rồi, Trúc Mã và Thanh Mai chính là Quynh và muội. Biểu tỷ, biểu tỷ, tên Lầu Quyên của Lầu Gia Bảo đã chủ động thoái hôn rồi sao? Tỷ sao vậy? Không vui à? Muội thấy ta không vui sao? Sao muội cảm thấy hình như tỷ đã biết từ lâu rồi?
ta đã biết y không thích ta. Không đúng, các người làm muội hồ đồ. Tỷ biết y không thích tỷ, nhưng khi y đề thân thì tỷ lại đồng ý. Bây giờ y là đòi thoái hôn, tỷ cũng không có phản ứng. Lẽ nào hai người đã sớm biết chuyện này rồi? Sao mà muội cảm thấy như bị hai người lừa vậy? Diễm Diễm, cửu 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 mẫu cố chấp muốn muội thành thân, muội tính sao? Muội cũng không biết nữa. Muội tính nói sao chứ Tần Lãng đây? Muội sẽ nói rõ ràng với y. Biểu tỷ, tỷ muốn đi đâu vậy? Ngoan đi, biểu tỷ ra ngoài một chút. Lầu công tử, biểu tiểu thư, lầu công tử, huynh hãy nghe tôi nói trước. Có phát hiện gì mới sao? Độc hồng nhan hoàn toàn không phải độc mang tính thực chất, mà là một lời nguyền. Trong cuốn sách này có đề cập tới một nguồn gốc của thuật chú Tây Vực. Thuật chú bình thường có thể phân làm hai loại: huyết chú và bùa chú. Huyết chú lấy máu làm vật dẫn, huyết mạch tương truyền. Bùa chú lấy cỏ cây làm vật dẫn, do y giả kế thừa. Cũng tức là bùa chú là y thuật. Chắc chắn là Tề Thủy Hồng Nhan đã dùng huyết chú rồi. Tề Thủy Hồng Nhan của ma giáo Nguyệt Linh Cung Tây Vực được truyền đời đời, lấy huyết mạch để truyền. Nhưng không ai biết đời thứ nhất của Tề Thủy Hồng Nhan làm sao mà tạo ra được độc hồng nhan này, rồi đưa nó vào trong huyết mạch. Người trúng độc này rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào? Thèm khát máu tươi, cũng tức là uống máu người. Chuyện Nhiễm Nhiễm, trong sách đích thực có nhắc đến chuyện này. Bao đời của Tề Thủy Hồng Nhan đều dựa vào huyết mạch mà truyền lại, để bảo đảm thuật chú bất tử. Người trúng độc hồng nhan chính là vật dẫn tốt nhất được kế thừa, thì người này bị lời nguyền sống lại không thể giải được. Ta cũng không biết. Vì vậy mà ta mong biểu tiểu thư giúp ta mau chóng tìm ra. Lầu công tử, linh chi chính cánh hoàn toàn không thể giải độc hồng nhan, chỉ có thể kiềm chế. Ta biết, biểu tiểu thư, tình hình của chúng ta bây giờ rất là cấp bách. Ta lập tức đi tìm linh chi chính cánh. Còn cô, tìm cách giải lời nguyền. Đúng vậy. Khoan đã, biểu tiểu thư, chuyện này đừng bao giờ để người thứ ba biết. Biểu ca, có chuyện gì vậy? Nào, ra ngoài hả? Muội định đi đâu vậy? Lầu Gia Bảo. Muội muốn gặp Lầu công tử. Muội và hắn ta, chuyện này đừng bao giờ để người thứ ba biết. Biểu muội, ta thực sự không hiểu. Hôm qua rõ ràng chúng ta đã, Lầu công tử đã có người yêu rồi. Muội và y xưa nay không hề có tình cảm. Nếu y đã có người yêu, tại sao lại còn khua chiêng gõ trống định hôn ước nữa, sau đó lại hủy bỏ? Hôn ước của muội và Lầu công tử đã hủy rồi. Muội và y không hề dây dưa. Biểu muội, muội và ta cùng lớn lên, thân thiết vô cùng. Vốn dĩ ta cho rằng giờ chúng ta không cần phải nói cũng là tâm ý tương thông. Gần đây ta phát hiện có thể là ta sai rồi. Huynh không hiểu chỗ nào cứ hỏi muội, biểu ca. Biểu ca,
Tại sao huynh chưa bao giờ vào phòng đợi muội? Phòng nữ tử, nam tử sao có thể tùy tiện bước vào? Nhưng phòng Nhiễm Nhiễm huynh đang vào tùy ý thì sao? Đó là muội muội của ta, muội cũng là biểu muội của huynh. Muội không có giống. Sao lại không giống? Biểu ca, nếu không có chuyện gì khác, muội về phòng đi. Biểu muội, biểu ca, nếu chúng ta không phải tâm ý tương thông thì cũng không cần phải đoán ý nhau. Trải qua chuyện đêm nay, muội tưởng là huynh sẽ đi đến bước cuối cùng, ta, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Biểu muội, huynh buông muội ra. Huynh để một cô gái khổ sở chờ đợi lời hứa hẹn của huynh, đợi một cách không có kết quả. Nếu huynh không có ý chí thì đừng cố gắng thân thiết với muội nữa. Biểu muội, không phải, ta không nghĩ vậy, thật lòng không phải. Huynh buông muội ra. Biểu muội, ta đối với muội, ta đối với muội không phải là cố làm ra vẻ thân thiết đâu, mà là xưa nay ta không dám có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc. Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, muội đối với ta mà nói là người cao quý không thể xâm phạm. Nụ cười cử chỉ của muội khiến ta xao xuyến, nhưng ta không dám mong là sau này chúng ta thành đôi. Một mặt ta hy vọng muội hạnh phúc, một mặt ta không muốn muội thuộc về bất kỳ ai. Biểu muội, tình ý ta đối với muội có nhược nguyệt làm chứng, trong lòng ta chỉ duy nhất mình muội. Ta chỉ hỏi muội một câu, muội đối với ta như thế nào? Đi. Tâm ca, biểu tỷ, hãy gọi các huynh đệ đến đây. Đi. Thức ca ăn đi. Tâm ca, đây là chuyện gì? Xem biểu hiện của Tâm ca kìa. Cha, mẹ, Hài Nhi có chuyện muốn bẩm báo. Tắc Nhi, có gì cứ nói. Hài Nhi khẩn xin cha mẹ gả biểu muội cho con, xin cha mẹ toại nguyện. Ngẩng đầu lên đi. Thiêm Nhi à, con thấy sao? Mong cửu 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 mẫu toại nguyện. Quá tốt rồi. Chúc mừng Tam ca, chúc mừng Tam đệ. Đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi. Tiêu Nhị, Tiêu Nhị, Tiêu Nhị, Tiêu Nhị, để có nhìn thấy Khuynh Thiên không? Tối hôm qua cô ta đi rồi. Nghĩa là sao? Để đuổi cô ấy đi à? Cô ấy bước vào trận qua mặt trăng của ta. Cô ấy chỉ là vô tình bước vào trận của đệ thôi. Hơn nữa tại sao Khuynh Thiên lại phải lấy qua mặt trăng của đệ chứ? Vì cô ta là người trong ma giáo. Đệ nói bậy. Chính miệng cô ta thừa nhận. Tiêu Nhị, Ngũ ca, huynh đến rồi sao? Nghĩ gì vậy? Dạo này tinh thần của muội kém lắm, có phải là nhớ người yêu không? Người yêu gì chứ? Bản thân muội còn không biết hắn là ai nữa mà. Nghĩ không ra thì đừng có nghĩ, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Muội đó, còn trẻ như vậy thì nên ra ngoài đi dạo, đi chơi với bạn bè của muội đi. Hôn sự của muội và Tần Lãng, Ngũ ca sẽ nghĩ cách giúp muội. Có thể nghĩ cách gì nữa chứ?
tạm thời bí mật. Sách nữ cô đây một trận. Vết thương cũ chưa lành thì lại đến cái mới, phải làm sao đây? Giao Bằng, còn chăm sóc cho sư đệ đi, ở đây đã có ta rồi. Dương, Nguyệt Linh Cung bao năm nay chưa hề có đàn ông đến. Hảo đồ nhi của ta, chuyện này là sao vậy? Đồ nhi không biết, đồ nhi đáng chết vạn lần, xin sư phụ tha mạng. Người đừng sợ, người chỉ cần giết hắn giúp sư phụ thì ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết, ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai? Kiếm pháp kia là do ai dạy? Đúng là muốn chết rồi. Ta không kiên nhẫn được nữa. Cái tên này ta chỉ nói một lần, vô sát, đúng hay không đúng? Đúng. Vô sát. Không ngờ Quynh cũng giận đồ nhi. Quynh nhận một đồ nhi. Nếu ngươi là đồ nhi của hắn, vậy tức là người của Tề Thủy Hồng Nhan rồi. Ngươi là ai? Nhật Tuyên. Được, từ hôm nay trở đi, Nhật Tuyên chính là hữu hộ pháp của Nguyệt Linh Cung chúng ta. Như vậy xem như mưu kế của Quynh đã đạt được rồi. Ta còn phải ở đây bao lâu thì mới có thể có được thứ ta muốn? Sư phụ của ta là cao thủ tuyệt đỉnh, e là trên đời này không có ai là đối thủ của bà ấy. Linh chi chính cánh là bảo vật, với công lực của Quynh hiện tại, muốn đánh bại bà ấy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Chi bằng giữ mạng mình trước, lấy lòng bà ấy, chờ thời cơ chín muồi.
Cô đã cứu ta, lại giúp ta trà trộn vào Nguyệt Linh Cung, làm những việc nguy hiểm như vậy, có lợi ích gì cho cô? Được rồi, sau này ta sẽ làm giúp cô ba việc để báo đáp ân cứu mạng. Cô có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được. Thật sao? Thực ra bây giờ chỉ cần nghĩ tới ở Nguyệt Linh Cung có Quỳnh đứng về phía ta, ta đã cảm thấy vui và thỏa mãn lắm rồi. Cuối cùng ta cũng đã có bạn. Quỳnh có thể nói cho ta biết mục đích của Quỳnh không? Cứu người. Là người nhà sao? Người yêu. Nhật Tuyên. Nhật Tuyên, sao cô lại đến kinh thành? Đến tìm Quỳnh. Ta lo cho Quỳnh. Lâm Lan đến báo tin, nói Quỳnh trúng độc bị thương. Bây giờ Lâm Lan đang ở đâu? Đã lâu rồi không có tin tức. Cô không nên đến đây. Hãy dưỡng thương đi, sau đó trở về Nguyệt Linh Cung. Vậy còn Quỳnh? Khi nào Quỳnh trở về? Ta tự có sắp xếp. Quỳnh đi tìm cô ấy sao? Nguyệt Ảnh mà ngay cả trong mơ Quỳnh cũng gọi tên, có phải chính là người yêu mà Quỳnh nói không? Không được nhắc đến cô ấy. Nhật Tuyên, quên cô ta đi. Quỳnh đã biết tâm ý của ta từ lâu. Bất luận cô ấy làm gì, ta có thể làm tốt hơn gấp 10 lần, 100 lần. Tim của ta, mạng của ta chính là Quỳnh. Ta có thể chết vì Quỳnh. Chúng ta vốn dĩ không thể nào. Tại sao chứ? Ta có chỗ nào không tốt? Rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng cô ấy? Cô không phải cô ấy. Ta yêu cô ấy. Chính ta chỉ cần như vậy thì có thể sống tiếp rồi. Đó chính là lý do mà ta có thể kiên trì đến bây giờ. Được. Quỳnh còn nhớ chuyện Quỳnh từng hứa với ta không? Nhớ chứ. Ta sẽ hoàn thành ba tâm nguyện giúp cô. Việc thứ nhất, ở lại đây 3 năm. Được. Việc thứ hai, giúp ta giành lại quyền quản lý Nguyệt Linh Cung. Còn việc thứ ba, khi Quỳnh làm xong 2 việc đó rồi, ta sẽ nói cho Quỳnh biết. Vết thương của con đã đỡ chưa? Đã tạ cô quan tâm, con đã đỡ nhiều rồi.
Mộc Trần à, con luyện thất tuyệt đã bị sai đường, cần phải tịnh tâm của mình lại. Thời gian này con đừng luyện nữa. Sao lại sai đường? Thất tuyệt tăng tiến nội công tâm pháp. Khi tăng tiến nội công ngược lại rất khó khống chế, rất dễ dẫn đến tẩu quả nhập ma. Đến lúc đó không thể khống chế bản thân được, tâm ma sẽ bắt đầu sinh sôi. Con có phát hiện mỗi lúc con dẫn công, lúc đầu vô cùng mạnh, nhưng không lâu sau nó sẽ khiến tâm thần bất an, nội lực rối loạn trong lục phủ ngũ tạng. Đó chính là tâm ma. Con phải làm sao để khắc chế được tâm ma, chiến thắng nội tâm của mình? Ma giáo đã thâm nhập Thái Ất Sơn, mục đích của họ chính là lấy cấp qua mặt trăng. Còn lo cho sự an toàn của tiểu sư muội ở kinh thành, đó cũng là điều ta lo lắng. Kim Châm đưa cho đầu Nhiễm Nhiễm đã 3 năm rồi. 3 năm nay ta đọc rất nhiều y thư, nhưng chỉ tìm được một chút manh mối để chữa trị cho nó. Thời gian là vô cùng cấp bách. Nếu lỡ như Kim Châm không phát huy tác dụng nữa, con đã gian kết giới xung quanh qua mặt trăng, người của ma giáo không dễ gì đến gần nó. Con muốn xuống núi để thăm tiểu sư muội. Được thôi, qua mặt trăng có ta và Giao Băng canh chừng. Con đến kinh thành thăm dò thực hư, như vậy sẽ yên tâm hơn. Nhớ cho kỹ, thời gian này đừng có luyện thất tuyệt nữa. Các đệ nói xem, nếu các đệ dành thời gian chơi đùa để luyện công, thì Thái Ất Sơn đã có thêm người giống Tiêu Nhị, Tiêu Mộc Trần rồi. Chào nhị sư huynh, ta cần phải xuống núi vài ngày. Xuống núi làm cái gì? Vết thương của huynh làm sao rồi? Qua mặt trăng tính làm sao đây? Mà giáo trà trộn, ta lo lắng cho an nguy của tiểu sư muội. Vết thương của ta cũng đã đỡ nhiều rồi. Qua mặt trăng đã được giăng kết giới, nhờ tỷ và sách nữ cô chăm sóc cho. Đệ muốn tìm Nhiễm Nhiễm ta cũng đi. Không được, tỷ phải ở lại đây chăm sóc cho họ. Cái này để ở đâu mà có? Nè, để nói cho rõ ràng đi chứ. Cái này từ nhỏ mẹ đã đeo cho ta, có thể trừ tà. Con nít các nhà khác đều đeo ngọc gì đó, nhưng mẹ ta thì ngược lại, cho ta đeo vòng gỗ. Nó đẹp lắm. Lãng gì, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là đến hôn lễ. Đến lúc đó, còn muốn phủ của ta bố trí ra sao? Di phụ đây sẽ làm theo ý con. Cứ làm theo sắp xếp của cha. Thấy con hồi tâm chuyển ý, bao năm nay cha chưa từng được vui như vậy. Chờ cho Nhiễm Nhiễm bước vào nhà rồi, thì ta có thể chờ để bế cháu. Đợi đã,
Thì ra cô vẫn chưa ngủ. Cô gạt ta. Ta nói Quynh rồi. Ta nói Quynh đừng đến đây nữa. Ta cũng không muốn đến. Vậy tại sao Quynh còn đến đây làm gì? Chị ta trông giống nguyệt ảnh của Quynh hay sao? Ta không phải là nguyệt ảnh. Ta biết. Vậy Quynh đi tìm cô ấy đi, chứ không phải ta. Nguyệt ảnh chết rồi. Cô ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng ta chưa thể quên được cô ấy. Ta cũng không dám quên cô ấy. Đến ngày cả ta mà cũng quên cô ấy, thì có phải cô ấy chưa từng tồn tại trên đời này hay không? Đừng qua đây. Đừng hòng tìm kiếm bóng dáng của Nguyệt ảnh trên người của ta. Tần Lãng bái kiến Sơn Dương công chúa. Không cần đa lễ, xem như người nhà được rồi. Hôm nay Lãng gì đến để thăm Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi phải không? Dạ không. Hôm nay Giảng Bối đến là vì mang ít qua quả của Phương Nam đến để cho Sơn Dương công chúa và Thừa tướng đại nhân nếm thử. Lãng gì thật là có lòng. Không dám, chỉ là hiếu tâm của Giảng Bối thôi. Phu nhân, sính lễ của Lầu Gia Bảo đã được trả lại rồi. Ta biết rồi, ngươi lui đi. Dừng. Giảng Bối còn có chút chuyện ở nha môn, hôm nay không dám làm phiền. Vậy ta cũng không giữ con lại. Công chúa xin dừng bước, Tần Lãng đây cáo từ. Ta rất lo lắng cho Quynh. Cô hãy trở về Nguyệt Linh Cung đi. Ta chỉ muốn đến thăm Quynh thôi. Vết thương cô đã khỏi, không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa. Vậy khi nào Quynh mới trở về Nguyệt Linh Cung? Xong việc tự nhiên ta sẽ trở về. Nhật Tuyên, ta sợ lắm. Ta sợ có một ngày sư phụ sẽ thoát ra ngoài. Cho nên cô mau chóng trở về đi, giúp ta tìm tung tích Linh Chi Chính Cánh. Cô đã quên rồi sao? Ta không quên. Ba việc ta đã hứa với cô, ta đã làm rồi. Ta biết việc thứ ba mãi mãi không thể thực hiện được. Muốn ta đi, có thể. Ta phải dẫn cô ấy đi. Dẫn cô ấy đi cùng. Xem ra cung chủ quả nhiên bị họ giam lại rồi. Cung chủ, ta sẽ đến cứu người. Võ công của Nhật Tuyên hơn ta. Diệp Khuynh Thiên thì được cung chủ trân quyền võ công, còn ta thì không có gì. Nhưng xem ra hai người chưa chắc cùng một lòng. Đợi ta tìm được cung chủ, ta sẽ xử lý các người một lượt.
Ai? Ta luôn muốn gặp cô. Tại sao muốn gặp ta? Ta không hề quen biết ngươi. Ta muốn gặp cô vì một người. Vì ai? Muốn biết người đó là ai, cô phải theo ta. Chuyện gì vậy? Là tiểu sư muội. Lâm Lan, con ngựa đáng chết, không chịu chạy, để ta phải chạy thế này. Nhật Tuyên, ta chỉ muốn biết huynh vì cô ấy chịu hy sinh đến mức độ nào, hoặc là trong lòng cô ấy rốt cuộc có huynh hay không. Tiểu sư muội, tiểu sư muội tỉnh lại đi. Tiểu sư muội. Lâm Lan, nhiều ngày không gặp, tỷ tỷ rất lo lắng cho muội. Khuynh Thiên tỷ tỷ không cần lo, Lâm Lan rất tốt. Lâm Lan à, lại đây, tỷ tỷ muốn xem vết thương của muội. Muội không sao, Khuynh Thiên tỷ tỷ hay là tỷ canh chừng Nguyệt Ảnh ở trong xe đi, cẩn thận có người cứu cô ấy đó. Người là ai? Tại sao muốn đưa tiểu sư muội của ta đi? Mau thả cửu sư huynh của ta ra. Cửu sư huynh không liên quan đến chuyện này. Ta mặc kệ người là ai. Ta là Nhạc Phong đệ tử của Thái Ức Sơn, phong lưu khoáng đạt, công phu rất giỏi. Ta không cho phép ai tổn hại đến tiểu sư muội của ta, nghe chưa? Mau dừng tay lại đi, cút đi. Nghe thấy chưa hả? Cửu sư huynh, huynh có sao không? Không sao. Cô nương, ta đã nói rồi, ta sẽ không làm hại đến cô. Tại sao cô không tin ta? Chị cô nương đây, ta không phải không tin cô. Trước giờ ta chưa từng gặp cô, còn không biết cô tên gì, càng không biết mục đích cô dẫn ta đi là gì. Cô muốn ta đi gặp ai chứ? Nếu như ta nói người muốn cô gặp là Nhật Tuyên, cô có đi không? Nhật Tuyên? Đúng, Hữu Hộ Pháp Nguyệt Linh Cung, Nhật Tuyên. Cô và y có quan hệ gì? Cô quan tâm sao? Ta không muốn gặp hắn. Ta xin cô đừng để ta gặp hắn. Đó không phải do cô quyết định. Cửu sư huynh, cô đừng làm hại huynh ấy. Ta đi theo cô là được chứ gì. Cô ấy và Nhật Tuyên rốt cuộc có quan hệ gì? Cửu sư huynh, huynh tỉnh lại đi. Cửu sư huynh, tiểu sư muội, sao chúng ta lại bị trói ở đây? Đây là đâu? Muội cũng không biết nữa. Cô gái đó trói chúng ta ở đây rồi đi. Hình như cô ấy có liên quan đến Nguyệt Linh Cung. Nguyệt Linh Cung, Ma giáo, thì thảm rồi. Nghe nói ma giáo hút máu người, giết người không chớp mắt. Chết rồi tiểu sư muội.
Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Nhanh, nhanh. Nhanh lên, mau đá cục đá qua đây. Ở đâu? Trước mặt muội đó, chỗ đó. Ta tưởng cô đã đi rồi. Huynh muốn tìm cô ấy sao? Cô và ta đều chỉ một mình. Cô từng có ơn cứu mạng ta, vậy nên mấy năm qua ta luôn chăm sóc cô. Nhưng cô nhớ cho kỹ, sau này cô không được phép tiếp cận cô ấy. Tim Huynh không có ở chỗ ta biết. Hôm nay ta đến chính là muốn toại nguyện cho Quynh.